11 Pro tại nơi 40 ngày không thấy mặt trời. Trong hơn một tháng mỗi năm, cư dân thành phố Mermans phải đối phó với cuộc số nhiều ngày không có ánh sáng mặt trời. Đây cũng là thành phố mà mùa hè thường chỉ kéo dài 1 đến 2 tuần. Khoảng 40 ngày không có mặt trời, thành phố Mermans chìm trong tuyết phủ, chứng kiến những đêm dài đối với nhiều người là một kỳ quan hiếm thấy. Và nhiếp ảnh ra Amos Chappell đã dùng chiếc iPhone 11 Pro của mình để ghi lại cuộc sống nơi đây. Những bức ảnh về Mermans của Amos đã được đăng tải trên Petapixel và The Guardian. Amos hầu hết sử dụng chế độ ban đêm Nightmode cho bộ ảnh 40 Days of Darkness.